mình sẽ cho coi cái appointment book nha. Nó có thể lấy appointment như bình thường như mọi người, như là có online appointment link cho lên website hay là trên mạng xã hội nào mà mình muốn để. Ở đây mọi người thấy đó, mình phải mở ra ngoài một cái app mới hoặc là một cái đường link ở trên browser. Tại cái này có thể quản lý bất cứ bằng cái bộ máy nào hay là điện thoại hay cái nào cũng được nhé. Khi mà login xong rồi đó, nó sẽ cho mình vô coi cái interface của cái appointment book của mình. Thí dụ như ngày mai đi, ngày 10, Tú muốn làm lúc mà có hẹn lúc 3 giờ, bấm vô cái chỗ có hẹn đó. Đây là cái cách thứ nhất nha, chỉ là cho symbol appointment book thôi, để đây không có cần phải detail gì nhiều hết. Ok, đó là cách thứ nhất. Cách thứ nhì nữa, để tụi này để đổi lại cái style. Ok, bây giờ sẽ để cho detail luôn. Bây giờ thí dụ như Trang đi đó, thì ở đây nó sẽ cho để số điện thoại, muốn add new account. Thí dụ bây giờ cứ cái số cũ đi, để mình bỏ số của mình. Ok, mình muốn làm cái manicure service. Xong rồi, nếu mà muốn nốt gì nó có nốt bên đây. Ok, một phần nốt ở dưới luôn. Rồi, bấm next. Ở đây nó sẽ hỏi mình có muốn bỏ deposit không. Cái này là bên phía bên tiệm cho nên không có cần phải có cái này, chỉ cần bấm skip thôi. Nếu mà trên điện thoại, nếu mà muốn lấy deposit luôn á, cái lợi của cái này đó là mình lấy deposit để khách không, cho dù có cancel đi nữa đó thì tiệm vẫn có thể make money được nha. Mỗi lần mà khi mà deposit có một cái chỗ, nó ở đây nó sẽ cho một cái list những cái appointment mà mình có thể chạc được cái tiền thẻ của họ. Ok, có thể send message hay email để mà confirm nếu mà muốn. Appointment chỉ có làm như vậy thôi. Hai cái loại khác nhau, cái symbol booking để mà có chỗ đó, xong mình nó có cái note là muốn làm cái gì, hoặc là một cái detail để khách, để service, để cái giờ rồi mình nói trên chỉnh luôn.